đấu giao hữu, gần như là không có một game thủ nào có thể có chiến thắng trước game thủ chim sẻ ở bất cứ thể loại gì mà chim sẻ nắng thường chơi. Tôi nói về thường chơi nha anh em, chứ tôi không nói về mấy cái thể loại như kiểu là đết mát, đết mủng thì ông sẻ thì ông không mà chơi, tất nhiên là không thể đánh được mấy ông hay chơi rồi. Nhưng mà những cái thể loại mà sẻ hay chơi kiểu là solo random này, solo sen này, solo Assyrian này thì gần như là không có ông nào có cửa cả. Chính vì vậy nên là lâu lắm rồi chúng ta mới có một kèo, hy vọng kèo ngày hôm nay thì Tiểu Ngư không làm cho các vị khán giả của chim sẻ nắng phải thất vọng. Và tôi hy vọng ngày hôm nay Tiểu Ngư sẽ khỏe ra. Và chúng ta đến với bài của cái đội chim sẻ. Vâng, quả đầu sâu phải cho 5 dân ăn để tránh tình trạng bị chậm dân. Quả phụ cũng đã có luôn, nhưng nó cũng là một mỏ quả sâu. Vâng, hai mỏ quả đầu tiên của chim sẻ là những cái mỏ quả leo 4-5 tầng dốc, rất sâu nhá. Nhưng bù lại thế nhà khung. Nhưng tôi chưa nhìn thấy vị trí đóng S đẹp của chim sẻ nằm ở đâu. Vâng, chim sẻ đang cho tới 6 dân ăn quả. Có phải không nhỉ? Đây là dân thứ 10. 1, 2, 3, 4. Đúng là 6 dân ăn quả các bạn ạ. Vâng, hiếm khi chúng ta nhìn thấy một cái bài sen nào mà phải cho tới 6 dân ăn quả. Vâng, như quân bình thường. Với sen người ta cho tầm 4 dân ăn là đẹp rồi. Lúc đầu thì chỉ cần cho 3 dân ăn thôi là đã đủ thịt để các bạn có thể sóc đều nông dân tại nhà chính. Về sau các bạn cho thêm một nông dân nữa là 4. Đấy, nghĩa là khoảng tầm 3 nông dân rưỡi của sen ấy là đủ sóc đều dân rồi. Nhưng mà trận đấu này chim sẻ phải cho tới 6 nông dân ăn. Rất khủng khiếp. Một cái mỏ quả nó xấu toàn diện. Không sao, chúng ta cùng xem chim sẻ khắc phục bài xấu như thế nào. Chim sẻ thì tôi lấy điểm mạnh nhất của em đó là cái cách khắc phục bài xấu, cái cách ép đời và cách cơ cấu nhà cũng như là cách đánh. Đó là cái điểm mà tôi cảm thấy chim sẻ mạnh nhất. Bài này chim sẻ thắng được thì mới là hay này. Chứ còn nếu như mà bài đẹp mà bài 5-7 voi về quả phụ quả phèo đẹp mà ở trên đồi cao thoáng mát thì tôi cảm thấy nó cũng bình thường. Phải bài xấu như này chúng ta xem mới hay. Trận đấu này chắc chắn là chim sẻ sẽ không thể lên đời sớm được rồi. Đời lên đời chuẩn thì vẫn cứ là ok thôi. Bởi vì là sen thì mặc định nó sẽ là lên đời chuẩn. Nhưng mà lên đời sớm được hay không thì chúng ta còn phải xem cái cách ép đời của game thủ chim sẻ sớm ở đây nghĩa là như thế nào. Ví dụ là các bạn đánh 30 dân bài này thì ông nào ép như ông nào thôi. Nhưng bài này mà ép tầm 25-26 dân mà lên đời chuẩn được thì nó mới là khó. Tạm thời chưa thấy thêm gì ăn dành cho game thủ chim sẻ. Nhiều đầu là 7 con, nó sẽ giúp game thủ chim sẻ ép đời một cách dễ dàng hơn. 6 con hiệu về đến nhà, tiếp tục cắt thêm một dân đi dò. Bài này đồ ăn là đã đủ, nhưng tôi nghĩ là chim sẻ vẫn sẽ đi dò thêm để lấy thêm lực. Lực của chim sẻ có thể đó sẽ là một... Vâng, một... Úi dồi ôi, quả kèn cái gỗ đi không. Vâng, có thể một mỏ quả phụ hoặc là một đôi voi thì bài của chim sẻ sẽ rất ổn. Kèn cái gỗ, chuẩn rồi. Chim sẻ cũng nghĩ giống tôi. Mỏ quả này chim sẻ chỉ cho mắc là tầm 5 dân ăn thôi. Mắc là 5 dân ăn, nếu như nhiều hơn thì nó sẽ bị tắc. Một lần nữa thì xin gửi lời chào tới tất cả anh em đã có mặt ở trên fanpage của game thủ chim sẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin tự thiệu các bạn là mình là bình luận viên Kami. Nếu có gì bình luận không ổn thì mong các bạn có thể thông cảm. Hoặc các bạn có thể inbox vào fanpage của mình đó là Kami Game TV để có thể góp ý. Kèo 22 buổi sáng á. Vâng, 22 buổi sáng thì chim sẻ Văn Hưởng có chiến thắng 2-1 VC trước đội bạn. Vâng, sẻ đào vàng từ đời 1 luôn. Đã đào được 10 vàng dành cho chim sẻ rồi. Chim sẻ đang thêm một dân nữa để đi dò. Và các bạn có thể thấy rằng chim sẻ để ép người chuẩn thì em phải đánh tới 27 dân ở bài đấu này. Rất nhiều dân. Kéo dân ra để ăn đàn hiêu. Tôi nghĩ là 27 dân bà này cũng không ép chuẩn được rồi. Không kịp thời gian để hề lùa về đến cánh rừng. Khi đàn hiêu dò ra là hơi muộn. 4x% dành cho game thủ chim sẻ. Và Ngư đánh 25 dân thôi. Trận đấu này nếu như mà sẻ ép chuẩn nhá, thì Ngư sẽ lên đời sớm hơn sẻ 1 tuần cùng R. Còn nếu như sẻ ép không chuẩn thì đối phương sẽ lên đời sớm hơn sẻ nhiều hơn 1 tuần cùng R. Và chắc chắn bài này là không chuẩn được rồi. Bia thịt mới có vâng gần 500. Cho đó chim sẻ chuẩn bị lên đời sau. Bia sẽ ở trên dốc. Về thế nhà của chim sẻ vẫn là một thế nhà tương đối ổn. Một thế nhà khá kín đó. Rừng rú bao quanh, hai rừng hai bên, Bia ở trên dốc. Và người đời sớm sẽ đúng 40 giây luôn. Và ngư bài tương đối chuẩn của sẻ. Anh ta ép đời cũng khá mắc. 27 dân và không cộng dân. Chim sẻ kích sang gần 11. Và 14-8 dành chim sẻ với 27 dân. Bài này là bài mà chim sẻ ép bằng một bài tầm 30 dân. Một bài tầm 30 dân thì sẽ ép đời ra như thế này. Kích chặt gỗ.
Và đây sẽ là chiếc nhà bé thứ ba ăn gỗ dành cho game thủ chim sẻ. Bài này không biết lực của chim sẻ sẽ đủ đánh mấy ha. Nếu như muốn đánh 5 ma ở bài đấu này, tôi nghĩ rằng chim sẻ sẽ cần phải ăn hoang thêm cái mỏ quả phụ ở phía dưới nữa thì mới đủ lực gỗ để đánh được 5 nhà bia. Chứ còn không mà cứ vẽ ruộng thì sẽ rất khó để có thể đủ gỗ xây được 5 nhà bia. Và ngựa lên đời xong, còn chim sẻ thì mới là 70% thôi. Một trận lên đời rất muộn so với cả con cá nhỏ đến từ AOE Trung Quốc. Khả năng phải cố thôi. Tôi nghĩ là chim sẻ sẽ phải cố, bởi vì đây là một bài đấu mà chim sẻ đang lên đời muộn hơn đối phương quá nhiều. Nếu như chim sẻ chỉ đánh với 4 nhà bia thì tỷ lệ mà chim sẻ bị ốp chết nó là rất cao. 5 hay 4 đây? Không, như vậy là 4 A dành cho chim sẻ mà thôi. Lực thịt của chim sẻ có vẻ như đang là quá vơi. Đang là quá vơi. Bắt buộc phải ăn hoàng quả để có thêm lực. Vâng, mấy A đây, đối phương lên đời sớm hơn sẻ tầm 1 tuần cung rò rưỡi. Và khi đối phương đến nhà của sẻ thì sẻ khả năng cao là mới có bánh xe thôi. Rất nhiều khó khăn dành cho chim sẻ trong trận đấu này. Nhưng tôi vẫn chưa tính ngư đâu nha. Tôi vẫn chưa thấy ngư đâu, mặc dù ngư lên đời sớm hơn sẻ khá nhiều. Vâng, chào bạn Ngọc Sơn nha. À, bằng quân, ok, chào tí mình chỉnh quân của cam thủ. Và hai bên đều cầm xe, lúc sau thì hai bên đều sẽ cầm ấy gì ra. Tôi vẫn chưa thấy ngư đâu. Vâng, một bài ngư lên đời sớm hơn sẻ rất nhiều, nhưng bây giờ anh ta hình như là không đi quân à. À, đây rồi, như vậy là ngư đi nhầm hướng. Nhà ngư ở 6 giờ, nhìn như là ngư đi lên 9 giờ, sau đó lên 12 giờ, sau đó thì mới vòng quay trở lại nhà chim sẻ. Như vậy là ngư quay trở lại nhà chim sẻ cũng đã có quân. Vâng, đây là hai tơn, đấu hai tơn và ngư là 5 nhà BA nha, và sẻ đang điều quân có vẻ hơi lỗi. Tỷ số điều cùng hiện tại đã là 1-0 dành cho game thủ đến từ AOE Trung Quốc. Vâng, 4A và 5A, ngư đang ốp nhà BA của game thủ chim sẻ. Vâng, chim sẻ đang nhiều hơn, vâng, đang thua so với đối phương, để xem nào. Như vậy đang thua đối phương là 4 con, vâng, sẻ có 3 tơn. Và bây giờ đối phương cũng có 3 tơn. Và ngư đang nhiều hơn sẻ tới 5 con cùng rò nha. Đang nhiều hơn tới 5 con đấy. Tỷ số điều cùng rò vẫn đang là 2-0, vâng, là 3-0 dành cho tiểu thủy ngư. Vậy thấy rằng khả năng điều cùng rò thì ngư là rất hay. Sẻ đang cố gắng tách cùng rò đối phương ra, ngư tiếp tục dồn quân nền. Một bài đấu lên đời muộn và đánh được ít A hơn so với đối phương, và chim sẻ gõ 1. Tỷ số rất nhanh là 1-0 dành cho tiểu thủy ngư. Vâng, bài này có vẻ khó. Bài này có vẻ khó. Dùng ego play à, mừng vơi. À không, cái kèo đấu này thì hiện tại chưa dùng ego play các bạn. Vâng, phần mềm ego play, phần mềm kết nối cho các người chơi AOE qua mạng online thì ngày mai mới bắt đầu chính thức ra mắt. Còn ngày hôm nay thì mới chỉ là ngày 14 thôi. Ngày hôm nay chưa ra mắt thì các bạn. Hiện tại đang thi đấu ở trên phần mềm QQ. Phần mềm sử dụng dành cho các game thủ của Trung Quốc. Đúng rồi, tôi tính chuẩn mà. Sẻ có 2 tơn nhá, đúng không? Sẻ có 2 tơn, ngư có 2 tơn. Ngư là 10 con, sẻ là 2 con. À nhầm, sẻ là 8 con, sẻ mất 2 con. Là ngư hơn 4 con rồi, đúng không? Hơn 4 con. Mà tơn sau nữa thì chả hơn 5 con. Rồi, tôi tính chuẩn thế, anh em bảo tôi tính sai. Ok, chúng ta sẽ đến với trận thi đấu tiếp theo, trận đấu thứ hai ở trong thể thức solo cùng rò sẻ thuần tiện. Trận đầu tiên thì chim sẻ đã để thua, không sao cả. Vâng, thua một trận thôi. Ngư cũng không phải là con hàng mềm đâu. Ở thì hiện tại thì ngư đánh giá là số 1 của AOE Trung Quốc về thể thức cùng rò đấy. Gold, please. Và qua trận vừa rồi tôi cảm thấy khá ngon về đường truyền mạng. Đường truyền mạng ngon đấy chứ. Và không hề có tình huống bị giật lag đến từ các game thủ ở trong trận đấu vừa rồi. Nhưng mà cái bài của chim sẻ nó hơi sâu. Hy vọng rằng nó sẽ được cải thiện ở trong trận đấu tiếp theo. Trận đấu này. Rồi, như vậy là quả đẹp dành cho chim sẻ. Nhưng mà không đấy, theo bài tàu khi mà chưa thấy được đồ lô về sớm làm vị tại vị trí nào. Nhưng mà không sao. Thực ra Seng đánh bài tàu thì nó sẽ lợi gỗ hơn một chút thôi. Nếu có thì đánh cũng được, mà không có thì cũng chả sao.
Và ngư thì không ở Vũ Hán nhé mọi người. Vu ngư thì không ở Vũ Hán nhưng mà hình như là vẫn bị cấm rồi. Còn tôi nhớ không nhầm thì có một vài game thủ ở Vũ Hán thì đó là game thủ Sen Long và game thủ Sơ Luyến. Hiện tại thì cả Long và cả Luyến thì không đi đâu được rồi. Và nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bây giờ chỉ có ngồi nhà thôi, ra đường bây giờ cũng chả ra được. Mà tôi thấy trên báo, trên bổng báo là bây giờ người dân ở Vũ Hán thì không được ra đường cơ. Một ngày chỉ ra đường rồi có 2 lần thôi, ra ngoài để mua lương thực thực phẩm đấy, không làm ăn cái gì cả. Đây là với những người mà có điều kiện nhé. Còn với những cái người dân mà người ta không có điều kiện, người ta làm ngày nào người ta ăn ngày đấy thì không biết là người ta sống kiểu gì. Và chúng ta đang đến với bài của chim sẻ. Như vậy ép đầu thiết kế có thể gọi là khá sớm. Có một con voi lùa về và một đàn hiêu. Hiêu này thì có lẽ sẻ sẽ lùa về đến gần cánh rừng thôi, chứ hiêu này mà lùa về đến nhà thì có vẻ là hơi xa. Vâng, kèo ngày hôm nay thì đáng lẽ ra tôi đã chốt với cả Sen Long cơ. Đáng lẽ ra ngày hôm nay là sẽ chốt với, và đánh với cả Sen Long, nhưng mà thấy bảo là Sen Long mạng lag quá. Vâng, mạng lag quá nên là không đánh được với Long. Tôi lại chuyển sang đánh với Ngư. Thực ra tôi thích đánh với Ngư hơn. Xét về độ nổi tiếng thì Ngư thì không bằng Long, nhưng mà xét về mặt trình độ trên thể thức đánh 1-1 thì tôi lại cảm thấy Ngư khỏe hơn Long. Đó là cảm nhận của tôi thôi, không biết các bạn cảm nhận như thế nào. Chim sẻ tạm thời đang xử lý một đàn hiêu cộng với cả một con voi của mình. Đồ ăn tất nhiên là vẫn chưa đủ rồi, sẽ cần phải đi dò thêm. Một mỏ quả nữa từ đây sẽ là một bài được. Được thôi nhá, chả phải khỏe. Đây sẽ là F2. Như vậy là có thêm một đôi voi, như vậy là bài đủ rồi. Bài đã đủ, nhưng có thêm một con voi nữa thì sẽ là khỏe hơn. Hoặc ôi rồi, vừa nói xong, vâng, có thêm luôn một con voi nữa. Như vậy đây là turn 3 voi của game thủ chim sẻ, thậm chí không dừng ở 3 voi đâu. Có thể nó sẽ là một turn 4 voi của game thủ chim sẻ nắng. Một turn cầu voi rất quan trọng của game thủ chim sẻ. Vâng, tại sao lại quan trọng? Bởi vì dân nhà chính hiện tại đang đứng chơi. Và nếu như đây là turn cầu voi không thành công thì dân sẽ đứng chơi rất lâu, và nó sẽ khiến cho game thủ chim sẻ ép đời không được chuẩn. Vẫn đang đứng chờ nhà 5 nông dân, 6 nông dân đang đứng chờ. Rồi, con voi này sẽ về một cách thành công. Như vậy trong tờ này chỉ có 3 voi thôi, cộng một con voi lẻ của game thủ chim sẻ. Tổng bài này chim sẻ có 4 voi. 4 voi cộng với cả một đàn hiêu tầm 5 con. Như vậy là bài cũng bình thường. Bài rất bình thường dành chim sẻ, nhưng bài này là chim sẻ ép đời chuẩn mà cũng khá là dễ. 26 dân và 7-50 chim sẻ kích đời. Lệch có 1 giây so với cả chuẩn chỉ thôi. À đâu, lệch nhiều chứ. Đúng rồi. Vâng, trận đấu này không chỉ là lệch một vài giây đâu nhá, lệch nhiều đấy. Vâng, tôi lại nhớ nhầm sang ép đời 3. Như vậy là 7-50, chuẩn ra phải là 7-43. Nhưng chim sẻ ép 7-50, như vậy là chim sẻ lệch 7 giây. Vâng, các bạn nhìn tôi tính một vài giây thì các bạn có vẻ là bảo là ông này có vẻ như sân si. Nhưng mà tôi nói thật các bạn là với các kèo đấu đánh kiểu vâng giao hữu với các game thủ có khả năng ép đời gần như là mắc của mắc với cả sen như thế này, thì việc lệch một vài giây thôi nó cũng sẽ khiến cho các bạn đi quân sớm hay là đi quân chậm, đi quân trước hay là đi quân sau, và nó cũng sẽ khiến cho các bạn mất đi một chút lợi thế ở trọng thể đầu tiên đấy. Không đơn giản đâu, không chỉ đơn giản là lệch một vài giây. Chim sẻ có 3 ép rồi, đây là một bài đấu mà chim sẻ cũng khá kín. Đây là BA và đây là BM. Tham lai, như vậy là ngư đánh một bài 25 dân cộng 1, ngư lên sớm hơn. Tiếp tục là ngư lên sớm hơn, và ngư sẽ đời sớm hơn sẻ, rơi vào tầm để tôi tính xem nào, tầm 30 giây, nghĩa là gần một tuần cục. 30 giây nghĩa là gần một tuần cục. Chim sẻ kích ở gần 10 rưỡi, 12x dành cho chim sẻ với một bài 27 nông dân của sẻ. Bài này sẻ tiếp tục sẽ lại bị công rồi, còn ngư sẽ là người đánh thủ. Và chúng ta xem chim sẻ sẽ là người vâng thủ kiểu gì và đánh được với mấy nhà bia. Ở thời điểm ngày xưa, thời điểm mà cam thủ mới bắt đầu tập chơi cùng đò, thì cái việc 1.0 và 2 1.5 và 2.0 thì cam thủ ép đời nó sẽ khác biệt nhau một chút. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì với các tay cung như kiểu là chim xé với cả ngư thì tôi nghĩ là 1.0 với cả 2.5 1.5 với cả 2.0 nó cũng như nhau, chả khác cái gì cả. Và chim sẻ đang ra được rất nhiều ruộng, vâng 10 cái ruộng này chứ phải 2, 4, 6, phải 10 cái nhỉ.
nhìn giống giống người cái. Rồi, chục cây ruộng được chim sẻ ra. Và bây giờ thì dùng gỗ để đóng A thôi. Bài sẽ rất khỏe với lực thịt. Nhưng mà mỏ gỗ này tôi đang sợ chim sẻ sẽ bị công vào sớm bánh xe. Và bắt đầu kéo dần ra để có thể xây những chiếc nhà BA của mình. Và xin chào bạn Tân Mạnh nha. Và bạn Tân Mạnh là một trong những người thiết kế các ảnh ọt, banner, logo, các kiểu của bên Eagle Media. Một người rất tài năng và trẻ, mỗi tội là hơi xấu trai một tí. Tiếp tục là bài đánh mà chim sẻ chỉ đánh với 4 nhà BA thôi. 4A thôi, không đủ gỗ để có được 5 nhà BA. Thực ra là xây thì cũng được, nhưng mà nó sẽ sóc nó không đều. Vâng, nhà của ngư tôi chết rồi. Vâng, nhà của ngư nằm ở vị trí góc 4 giờ. Và tại sao tôi nói chết? Bởi vì là nếu như nhà của ngư nằm ở 4 giờ thì cái vị trí công của ngư nó sẽ vào những cái mỏ gỗ của chim sẻ. Và điểm yếu nhất của chim sẻ trong chỗ này đó chính là những cái mỏ gỗ. Bởi vì những cái mỏ gỗ của chim sẻ thường là sẽ ăn ở bên ngoài chứ không ăn ở bên trong. Chim sẻ cần phải thủ mỏ gỗ trước. Và hãy cẩn thận những đường đi quần ảo của tiểu thị ngư nha. Ngư rất hay có tầng đi quần ảo. Và bất thình lình giật mình xuất hiện ở trong ruộng chính của đối phương. Đó điểm gần như là mạnh nhất của cái ông thần này. Những cánh rừng sẽ bị bắn xuyên liên tục. Đó điều mà tôi đã dự đoán từ trước với các bạn. Đối phương đang bắn vào dãy nhà BA. Sẽ đánh bài 4 nhà BA và nâng chặt gỗ 2 sớm. Và hơi mít nhà BA một chút. Đối phương đang đốt nhà BA của game của chim sẻ. Những cánh rừng đang liên tục bị công vào. Rất khó chịu. Hiện tại tỷ số điều cùng vẫn đang là 0-0. Cam thủ vẫn chưa có một tình huống đấu quần chính thức nào với nhau. Chỉ đang là những tên vờn, những tên cá vờn ở phía bên ngoài. Chim sẻ đang phải sử dụng khá nhiều gỗ để xây chiếc nhà BA. Vâng, đây là một cung đò hay là một tên? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Vâng, chiếc giếng đã đổi màu. Đây là một cung đò của ngư thôi. Một cung đò đi tám tính tình hình. Và để xem nhà của sẻ tròn méo ra làm sao. Và ngay lập tức thì chim sẻ cũng vậy. Chim sẻ cũng có một con cung đò đi cắm đi để dò cho đối phương. Nhưng mà thì chim sẻ lại kéo về. Cắt nhiều hơn. Như vậy là cắt 3 con BC. Vâng, con ông dân đầu tiên của chim sẻ đã phải nằm xuống. Ngư vẫn đang đứng quần ở phía bên ngoài. Vâng, sẻ là người lò ra phía bên ngoài. Và sẻ ăn được một dân của một quần của tiểu ngư. Và tiểu ngư qua lại được một con cung lò của chim sẻ. Chim sẻ chặt có 2 đã có rồi. Và đang gấp rút đào vàng để nâng cấp được công nghệ quan trọng cho mình. Đó là công nghệ đầu màu. Chim sẻ vẫn chửi đi cùng ra ngoài để tìm nhà đối phương. Vâng, tìm nhà của tiểu ngư nó như thế nào. Vẫn chưa có nhà bè thứ nào. Một bài đấu liên tục bị công vào những mỏ gỗ. Lực lượng gỗ của chim sẻ đang khá yếu. Chim sẻ gần như đang thủ toàn tập ở cái mỏ gỗ của mình. Tham lai 62. Ngư vẫn đang đứng ở mặt bên kia thôi. Anh ta biết rằng đó là điểm yếu của chim sẻ nên anh ta liên tục khoan. Và điểm mạnh cam thủ Trung Quốc là họ tìm ra được cái điểm yếu của đối phương. Sau đó thì họ có thể gọi là snowball. Vâng, lăn quả cầu tuyết cứ công điểm yếu đó. Và dần dần đội bạn sẽ có lợi thế và đè tham dần chúng ta. 4A bây giờ sẻ đang sóc không được đều lắm. Đầu máu được nâng cấp rồi. Nhưng vẫn chỉ là 4A thôi. Chưa thể có nhà bè thứ năm. Chim sẻ đang bung dần ra phía bên ngoài. Trong trận đấu quần tiếp theo này, chim sẻ đang chuẩn bị có lợi thế hơn tiểu ngư một chút khi đầu máu lên xong. Ngư có lẽ là một bài không chuộng đào vàng bằng sẻ đâu. Bài này sẻ chuộng cho rất nhiều dân đào vàng để có thể kích được cái đầu máu sớm. Ngư không dám nào phía bên trong. Sẻ đã có một tên dò ở nhà của ngư rồi. Vâng, nhà của ngư có vẻ như khá rộng nhá. Tôi thấy góc 6 giờ cũng thấy có. Vâng, cái chấm màu vàng kìa. Vâng, sẻ đã có đầu máu xong và muốn bắt tên này. Nhưng tôi cảm thấy là ngư đang đông hơn và ngư đang dàn quân đẹp hơn game thủ chim sẻ. Nhưng chim sẻ đang có thế bánh mì kẹp trà. Vâng, bây giờ mới tăng nhà BA. Như vậy là nhà BA thứ 6 của game thủ chim sẻ đã có luôn. Vâng, tăng liêm lúc 2A. Một bài ngư đánh A rất cao. Vâng, ngư đánh A rất cao nhỉ. Gần như đây là bài dâng A của ngư đấy. Vâng, một tên khác của ngư đang bắt đầu lao vào màu gỗ của chim sẻ. Có tên về em. Chim sẻ kịp thời chú ý trong tên này, mất không quá nhiều dân. Liệu rằng sẽ quay về thủ hay sẽ đi tấn công đây? Chúng ta cùng chờ đợi quyết định của chim sẻ ra làm sao. Như vậy quyết định là đi công luôn. Vâng, không thủ. Không, bây giờ lại kéo về. Khá lưỡng lự dành cho chim sẻ. Đây là một tên quần của tiểu thị ngư. Tiểu ngư đang có 2 tên quần. Một tên quần công vào dãy nhà BB. Vâng, chim sẻ kéo về để bắt tên cùng này. Tên cùng này là một tên cùng ngư cũng đang khá đông. Vâng, ngư đông ở hai mặt trận luôn.
Mặt nhà Bia cũng thấy đồng, mặt bên này cũng thấy đồng. Và trận đấu quần này tưởng chừng như Chim Sẻ là người bắt, nhưng không. Như tiếp tục dồn quân ra và Chim Sẻ cần phải rút lui và chờ Tân Quân cứu viện. Và Ngư đang vẩy e trăng trịt để bắt quân của game thủ Chim Sẻ, một game thủ của Trung Quốc, nhưng khả năng vẩy e của anh ta là không hề tồi. Rất càng. Chim Sẻ đang không có nhiều lợi thế ở trong trận thi đấu này. Đội bạn vẫn đang ép. Và bây giờ thì Ngư sẽ tràn vào bên trong. Rất đông quần của Ngư đang tràn vào bên trong. Rất nhiều quần, Sẻ đang có 6 à. Cùng đó đã tách vào trong rỗ chính 4 cùng R. Và lối đánh quen thuộc của Tiểu Thị Ngư. Chim Sẻ bắt cùng R trong rỗ chính của mình trước, sau đó kéo quần về để bắt tơn cùng R ở nhà Bia. Một tơn nữa nở ra, tôi nghĩ là Sẻ vẫn có thể thủ được. Nhưng tham vai chỉ là 60 thôi, còn biết được Ngư thì hiện tại tham vai đang là bao nhiêu. Rất nhiều quần của Ngư liên tục được đẩy lên. Bây giờ thì hiện tại Ngư mấy nhà Bia rồi. Sẻ thì vẫn đang đủ lực để sóc 6 nhà Bia, nhưng sau tơn lọt ruộng thì không biết là còn đủ lực để sóc 6 nhà Bia hay không. Một vài các nông dân ở ruộng chính của Chim Sẻ đã phải nằm xuống. Tham 58 có lẽ cần phải làm một tơn ốp. Vâng, tham lai vẫn cân. Ngư tham lai khoảng tầm 65. Tôi đoán tham lai của Ngư tầm 65. Vâng, BB. Một chiếc nhà cứng của Chim Sẻ vừa được xây ra bắn tơn này. Một tơn thì Ngư đang đi lỗi quân. Vâng, lỗi quân dành cho Ngư ngay lập tức. Anh ta phải trả giá bằng 3 cùng R. Vâng, bằng 4 cùng R. Và lỗi quân tập 2 dành cho Tiểu Thị Ngư. Vâng, anh ta tưởng chừng như là Sẻ đã đi hết quân và ở nhà thì không còn cái gì, nhưng không, ở nhà của Sẻ thì vẫn đang còn quân. Những cái tơn quân liên tục được nở ra. Chim Sẻ vẫn đang khắc phục bài xấu rất tốt. Bài này là một bài mà Ngư có vẻ như là đẹp hơn Sẻ. Chim Sẻ vẫn đang có những tơn đỡ nhà cực kỳ trì, một trong những cái người ta gọi là thương hiệu của em. Và bây giờ thì Sẻ nhận ra rằng cái mặt từ góc 3 giờ lên đó là cái mặt mà Ngư có quân để đứng thủ. Và bây giờ Sẻ muốn đi con đường khác, đó là từ con đường từ góc 9 giờ vào nhà của Tiểu Thị Ngư. Và Ngư bò nhà bằng những chiếc nhà BE. Và thì hiện tại thì những chiếc nhà BE là những chiếc nhà và là những cái tơn bò nhà khá mỏng manh của Ngư thôi. Sẻ đang chuyển từ thế thủ sang thế cổng. Vâng, hai cùng R công ở hai đầu. Ở nhà của Sẻ vẫn đang bị bắn xuyên rừng. Rất khó chịu dành cho Ngư. Sẻ liệu rằng có tăng A không? Cùng R của Sẻ đang ở trên dốc và trong tình huống này, tơn này một tơn hoàn toàn Chim Sẻ có thể đấu được. Ở thời điểm này thì có lẽ rằng Ngư cũng là người có được cái công nghệ đầu máu rồi. Thậm chí là có từ lâu rồi cơ. Và Ngư đang cắt cung ra làm hai hướng để game thủ quân của game thủ Chim Sẻ. Nhưng tôi cảm thấy rằng ở cả hai mặt trận đấu quân thì game thủ Chim Sẻ Nắng đều là người có lợi thế. Vâng, đều là người có lợi thế ở trong hai trận đấu quân này. Thêm một cái nhà chủ nữa để ăn thêm một mỏ quả để sóc sân có thể gọi là khỏe hơn. Và Ngư vẫn đang liên tục đi quân đâm đầu vào cung rò của game thủ Chim Sẻ. Vâng, trận đấu quân là trận đấu quân sẽ ăn được nhiều quân hơn và ăn được cả nhiều dân hơn. Vâng, không lý do gì về game thủ Chim Sẻ Nắng để thua ở trong đấu này nữa rồi. Những tơn đi quân rất hay của game thủ Chim Sẻ. Và cái điều quan trọng cho nó này là trong thời điểm đầu tiên thì Sẻ đỡ nhà có thể gọi là quá tốt. Và Ngư ép ở đằng sau mặt những cánh rừng liên tục bắn vào gỗ của Chim Sẻ. Mặc dù gỗ là yếu nhưng Chim Sẻ vẫn sóc đều quần và vẫn có những tình huống điều cùng tốt để có thể thủ nhà. Và Ngư gõ một, và tỷ số được cân bằng một đều trong cuộc đối đầu này. Rất hay dành cho Sẻ. Vâng, đỡ nhà tốt. Đó là điều mà tôi cảm thấy mà Chim Sẻ đã làm quá hay ở trong trận đấu này. Vâng, trận này nếu như rơi vào tay của một game thủ khác thì rất có thể là sẽ bị lỗi gỗ và sẽ không thể phát triển cũng như là sóc quân đều như game thủ Chim Sẻ được. Vâng, chào bạn Bùi Kiết nhá. Chào bạn Đại Ca đây. Xin chào rất nhiều anh em. Và không biết hôm nay là cái ngày gì. Thực sự tôi không biết hôm nay là cái ngày gì. Và lúc nãy thì cậu Hưởng có vào trong cái chỗ tôi bình luận và cậu Hưởng tặng tôi một cốc trà sữa The Aflay. Anh em biết cốc trà sữa The Aflay không? Thông thường thì tôi cũng chả bao đủ tiền để mua một cốc trà sữa này đâu. Bởi vì một cốc trà sữa phải rơi tầm 50 cành đến 80 cành. Có những cốc lên tới tận 100 cành. Ngày mai được cậu Hưởng cho cái cốc trà sữa này, không biết là có cái vụ gì đây. Chắc là xin tăng lương à? Hay là không biết là xin tăng lương hay là xin nghỉ. Yes. Ok, như vậy chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo. Vâng, chúng ta đến với trận đấu thứ 3 trong cuộc đối đầu này. Ngày hôm nay thì công việc của tôi nó cũng khá đơn giản, khi tôi sẽ không cần phải sửa quân của các thủ, bởi quân nó đã mặc định như vậy rồi. Không cần phải sửa cái gì cả. Hãy
Để em chờ chút để tôi cái video để cho anh mấy anh em mà không thời gian xem trực tiếp để có thể xem lại. Ok. Trận vừa rồi thì là một trận đấu ngư trưởng con đi tuần đi quân ảo diệu. Đáng nhẽ là nếu như ngư mà muốn công vào nhà của sẻ thì ngoài cái việc mà gây áp lực ở cái mặt ba cánh rừng ấy thì ngư sẽ phải có một tên quân đi từ góc 9 giờ lên. Và lúc tên quân đó thì lao thẳng vào ruộng của chim sẻ thì lúc đó mới có thể tạo được cái sự đột biến. Và thực sự sẻ cũng rất là nhiều tay. Và sẻ vâng chủ động đánh kiểu lên được cái công nghệ đầu máu sớm, một công nghệ mà khiến cho chim sẻ có thể cân bằng lại được cái chất lượng quân so với cả tiểu thiến ngư. Tiểu ngư là người đông quân sẻ một chút nhưng sẻ công nghệ cao hơn nên đấu quân trận thú như vậy nó chỉ là cân nhau. Và có tơ mà chim sẻ đã bắt được quân của tiểu thiến ngư và sau đó là chuyển từ thế thủ sang thế công một cách hoàn hảo, rất tuyệt vời. Sáng tỷ số thế nào vợ ơi? Chim sẻ Văn Hưởng thắng 2-1 đấy các bạn. Và mình xin lại một lần nữa thì kèo đấu chúng ta đang là một kèo đấu đánh online, đây không phải là kèo đấu đánh offline. Do hiện tại thì tiểu ngư đang ở bên phía Trung Quốc và gần như là không có cửa để có thể đi đâu cả, kể cả ra ngoài bây giờ thì cũng gần như là người dân Trung Quốc cũng rất là hạn chế. Chính vậy là chúng ta bắt buộc phải online thôi. Nhưng mình nghĩ là hôm nay là mạng online khá ngon đấy chứ. Trong hai trận đầu tiên thì mình không thấy tình trạng giật lag đến từ tiểu ngư hay là đến từ chim sẻ. Mạng như này là đánh ngon lắm rồi. Mình chỉ cần mong mạng nó như thế này thôi. Vâng, sáng đánh thì bị mất điện anh em. Sáng đang đánh thì bị mất điện nên là kèo nghỉ. Một bài mà chim sẻ đang không đổ luôn. Trong 3 trận đầu tiên thì tôi không thấy trận nào mà chim sẻ đang theo bài tàu cả. Ngày hôm nay không biết là sẻ có chuẩn bị, không biết là ngày hôm nay sẻ có ăn cái gì nó đen không hay là chuẩn bị ăn cái gì nó đen không. Cảm giác ngày hôm nay nó hơi đen đen. Ngày hôm nay thì tôi khẳng định các bạn là sẽ có rất nhiều anh em ăn bận. Chắc chắn là như vậy rồi. Sẽ có rất nhiều anh em ăn bẩn luôn. Nhưng mà là mặc dù biết vậy nhưng mà rất nhiều người thích ăn. Và chiếc BS thứ hai của game thủ chim sẻ là chiếc BS để ăn đàn hiêu đầu. Đàn hiêu đầu của chim sẻ, đàn hiêu có 5 con. Ok, mọi thứ đều đang ổn với chim sẻ trong trận đấu này. Thế nhà thì cũng là tạm được, mỗi tội là rừng nó hơi sâu. Cánh rừng thông thì nó hơi mỏng mà lại có 2S. Bây giờ thì hết rừng thông rồi, phải ăn rừng dừa. Sẽ định ép với bài hiêu 5 cộng với cả quả phụ thôi. Không thể đi dò thêm, vẫn là 26 dân. Vâng, chuẩn của xe người ta sẽ đánh tầm 24 đến 25 dân. Nhưng 3 trận đấu vừa rồi thì chim sẻ toàn phải đánh 26, 27 thôi. Là các bạn thấy rằng bài của chim sẻ nó không được mắc. Bài mắc mới đánh được ít dân. Còn bài không mắc thì phải đánh nhiều dân lên để ép đời cho nó chuẩn. Vừa có ăn bẩn không phải bảo anh em mà tất nhiên là có rồi anh em. Ai chả ăn. Vâng, tiền ngư không biết là bài vở ra làm sao. Trận trước là một trận mà anh ta đánh thế công, mà chính xác là hai trận trước anh ta đều đánh thế công cơ. Nhưng mà có đúng trận đầu tiên anh ta thành công thôi. Bởi vì trận đầu tiên anh ta lên sớm hơn sẻ một tên cung mà đánh 5 ma. Nó trận tối thật trận đấy mà ngư thua thì chắc là ngày hôm nay ít không. Đây là BM, còn đây là BA, timeline. Úi trời, oh my god, 24 dân lên đời ngang phèo với 26 dân. Vâng, chim sẻ soi tham ngư rõ ràng chỉ đánh với bài 24 dân thôi, nhưng về cái khả năng lên đời thì anh ta chỉ ngang với cái thủ chim sẻ. Như vậy đây là một trận ngư, một là bài xấu, hai là ngư chết dần. Không biết là ngư có bị chết dần không. Vâng, bài đấu ngư chắc chắn sẽ là rất yếu, khẳng định là như vậy. Trừ khi đó là một bài đấu đánh kiểu Điền Hoàng và Dơ Nga của anh ta thì may ra anh ta mới thể khỏe được. Chứ nếu như mà ngư đánh ở nhà với bài 24 dân thì chắc chắn đó sẽ là một bài yếu. Chim sẻ đang ra những quanh ruộng. Ruộng đang được ra ở gần vị trí nhà bia. Cung R ra để thì có thể bảo kê cho nông dân luôn thì cũng được.
Ngư bài xấu nha. Tươi. Vâng, chiếu theo cái lực của chim sẻ đang có thì tôi nghĩ rằng đây sẽ chỉ là một trận đấu mà chim sẻ đánh với 4 nhà bè thôi. À chưa. Vâng, chưa chắc nha. Một bài đấu ngư đang có một dân đi dò nhà của sẻ. Và thông thường với một dân đi dò này thì các em thủ sẽ đánh với một bài đi dâng à. Và ngư bắt đầu ken nhà bè của chim sẻ. Vâng, ken như này thì cũng cách để giải quyết ken nhà bè này cũng đơn giản thôi nha anh em. Anh em sẽ chỉ việc còn xây chiếc bè ở giữa nhà bè thì cùng đó nó sẽ nở ra một cái mặt khác, nó sẽ không nở ra ở giữa được đâu. Vâng, cái gì đây? Vâng, tôi thấy ruộng chính của ngư ngay cạnh nhà bè của sẻ. Và ngư lên đời xong. À, chính xác là ngư có bánh xe. Và sẻ cũng vừa có bánh xe luôn. Ngư vác dân để có thể đập những con nông dân của game thủ chim sẻ. Và chim sẻ cũng thế. Vâng, chim sẻ cũng vác dân để đập những con nông dân của game thủ tiền ngư. Cố gắng đập chiếc nhà bè này để cho cùng rờ có thể tẩu thoát ra phía bên ngoài. Và ngư tốn khá nhiều lực để bo e. Và tôi thấy có ruộng dành cho ngư. Như vậy là tôi cảm thấy rằng bài của ngư không phải là bài khỏe đâu. Vâng, bài đánh có 24 dân cộng, coi cộng 1 là 25 dân đi. Mà anh ta lại tốn nhiều gỗ để xây e đến như thế này. Thì đây sẽ chỉ là bài 4 nhà bè. Tôi đồ rằng đây là bài 4 nhà bè. Và 4 nhà bè không có cửa để ốp 5 nhà bè của game thủ chim sẻ có được không ạ? Vâng, không có cửa để ốp. Vâng, 5 BA cơ thì may ra mình có cửa. Nhưng với một bài đấu mà anh ta đã dùng rất nhiều gỗ như này thì không có cửa rồi. À thế như vậy là không phải là bài đi dâng A đâu. Bài đấu này là bài đấu mà hai game thủ nhà rất gần nhau. Một bài đấu khá hiếm thấy. Thông thường ở trong một cái kèo đấu đánh trên thể thức 1v1 thì các nhà cam thủ sẽ nằm ở đối nhau. Ví dụ nhà các bạn nằm ở góc 6 giờ thì nhà đối phương sẽ nằm ở khoảng góc 3 giờ hoặc là 12 giờ. Nhưng trận đấu này thì không phải như vậy. Rất gần nhau thôi. Vâng, chim sẻ và ngư đang dường như đang muốn đổi nhà cho nhau ở trong trận đấu này. Chim sẻ đưa cung vào nhà của ngư và ngư cũng đưa cung vào nhà của sẻ. Sẻ mất khoanh ruộng chính nhưng sẻ vẫn còn khoanh ruộng phụ. Khoanh ruộng phụ có 5 cái. Và nếu như không sóc dân thì khoanh ruộng phụ này vẫn sẽ khiến cho game thủ chim sẻ có thể ra đều được 4 nhà bè. Thảo này của người bị bùng ruộng chính vẫn đang là 50. Chim sẻ đang truy sát theo tên nông dân của game thủ tiền ngư. Và đây là tên vẩy e để bắt quân của anh ta. Anh ta không để ý trong tình huống này và ngư đang hoàng một mỏ quả nhưng không kịp ăn. Mới xây xong BG thôi đã bị sẻ phát hiện. Một tuần vẩy e tiếp theo của game thủ chim sẻ ai chẳng. Ngư từ nãy giờ thì ngư vẩy e sẻ rất nhiều và đây cũng là lần đầu tiên chim sẻ vẩy e tiền ngư. Và chim sẻ có chiến thắng ở trong trận đấu này. 2-1 dành cho game thủ đội trưởng của team AOE Sparta. Và chúng ta đến ngay với trận đấu tiếp theo. Trận đấu này bài ngư xấu. Chắc chắn trận đấu này bài ngư xấu rồi. Qua tình huống mà soi tham dân cũng như là soi cái chỉ số đi dò của anh ta thì chúng ta đã biết được cái điều này. 24 dân lên đời ngang phèo với cả bài 26 dân thì chắc đó là một bài xấu. Và chúng ta cùng chờ đợi ít phút trước khi đến với trận đấu tiếp theo. Vâng, thế trận khá là nhanh khi mà nhà cam thủ là gần nhau. Trận này bài ngư phải là cũng tầm 26 dân và lên đời ngang với sẻ cơ và cũng sóc được 5 ma. Thì tôi nghĩ trận đấu này sẽ hay hơn rất nhiều. Cam thủ sẽ đưa về thế co cưa kéo sẻ và bỏ nhà, đổi nhà các kiểu nào điều thì thế trận lúc đấy thì nó sẽ hay hơn. Tối ngày hôm nay chim sẻ không có kèo nha các bạn. Chắc là tối ngày hôm nay sẻ sẽ không có kèo rồi. Tối ngày hôm nay sẻ sẽ đi ăn. Còn ăn cái gì thì tôi không biết. Vâng, xin cảm ơn anh Thắng Sản Sốc Vero đã gửi tặng game thủ chim sẻ 100 sao. Buổi chiều thì sẻ tỷ lệ ăn cá chép om dưa và ăn cá nướng khá cao. Còn tối thì sẻ ăn gì? Sẽ ăn một cái món tươi sống. Khả năng cao là hải sản anh em ạ. Tối ăn hàu. Tôi cảm thấy là ăn hàu kết hợp với ăn bánh bao rất là ngon.
Một cái combo mà rất nhiều thanh niên thích. Vơi nạp sao kiểu gì á? Và anh ấn vào phần tặng sao ấy, thì ở trên phần tặng sao nó sẽ có cái bước hướng dẫn để cho giúp anh có thể mua được sao. Để mua được sao thì do là sao là bên phía Facebook Gaming mình một đơn vị ở nước ngoài nên anh cần phải có thẻ Visa hoặc là ví Momo thì mới có thể mua được cái sao này. Sò lông á, sò lông thì chưa chắc. Chắc gì sói đã có lông. Và mọi người chờ đợi trong ít phút, rồi ngừ thấy bài mình xấu quá, anh ta reset lại máy thì mướp luộc. Chính Đức Huy. Với anh chim sẻ sẽ là người lập mạng, còn ngư sẽ là người vào mạng. Vâng, chim sẻ mình sẽ giới thiệu luôn các bạn. Ngày hôm nay chim sẻ và tiểu ngư đang phiếu qua phần mềm QQ. Ở bên Trung Quốc thì họ không dùng Sega nữa. Ngày xưa thì người ta dùng Sega để đánh với cả Việt Nam. Nhưng bây giờ hình như là cái phần mềm đánh online đế chế Sega nó xuống cấp quá rồi. Nên bây giờ chơi qua QQ. Và thấy cũng khó khá nhiều mạng ấy chứ. Mặc dù người dân Trung Quốc thì là nhiều nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà xét về cái mặt bằng chung mà người chơi đế chế có khi Việt Nam chơi nhiều hơn. Các bạn vào cổng ngày xưa còn cổng kết nối Garena thì cũng rất là đông. Gần đây thì Garena hết thì chuyển qua cái phần mềm gì nhỉ? Phần mềm Genty Plus và phần mềm gì nhỉ? Game Ranger. Đây cũng là hai phần mềm hiện tại đang có rất đông người chơi. Nếu các bạn vào mấy phần mềm đấy, các bạn vào mấy cái mạng mà mấy cái ROM đầu mà full ấy thì rất là đông mạng, nhiều lắm. Nó không ít như này đâu. Đây không phải dùng Sega nhé bạn Ngọc Tân. Đây không phải là CGA. Hôm trước thì 98 đánh với Long qua Sega thì lag lắm. Lag không đánh nổi luôn, chỉ đánh được có 5 trận thôi và 98 xin thua luôn, xin nghỉ. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta đánh qua phần mềm QQ nên nó ngon hơn. Hả? Chờ tí, chờ tí. Thu nhập của sẻ bao nhiêu một tháng vậy vơ? Cái này thì em không rõ đâu anh ạ. Mà em nghĩ là sẻ cũng chả rõ đâu. Vì sẻ có khá là nhiều nguồn thu từ nhiều thứ. Hả? Đấy, sao đấy? Bài Phương anh chỉnh cho. Máy ngư đang gặp trục trặc, anh em chờ trong ít phút nhé. Hà Nội mưa không vơ à, đến thời điểm hiện tại thì chưa mưa anh Tuấn Quại ạ. Đến thời điểm hiện tại thì Hà Nội chưa mưa. Nhưng em nghĩ rằng đến buổi tối thì có nhiều thanh niên cũng đang cầu mưa đấy. Nhất thanh niên mấy thanh niên FA kiểu gì cũng sẽ cầu mưa.
À đúng rồi, cầu mưa mấy ông đi xe máy thôi. Chứ anh em đừng cầu mưa với cả ông sẻ. Những người yêu ông sẻ thì họ có vâng có mưa chăng nữa thì cũng chả quan trọng, phải xin phép tôi đi con bốn bánh. Và chào bạn Nam Cao nhá. Mình bỏ phán lô rồi bạn Trịnh Đức Huy. Và chào bạn Tú Mỡ nhá. Vâng, bạn thì cùng tên với mình nhưng bạn Mỡ, còn mình là Tú Xương. Mình là Tú Xương, ngày xưa thì mình gầy lắm. Có 80 cân thôi, người toàn xương. Ok, chúng ta đến với trận đấu tiếp theo. Đây là trận đấu thứ tư trận đối đầu giữa chim sẻ và tiểu ngư ở trong thể thức 1v1 cùng đoàn xe thuần tiện. Và đây dường như sẽ là trận đầu tiên mà chim sẻ đang theo bài tàu khi đã thấy hươu sớm. Quả là quả bảy, vị trí CBG ở giữa cũng là vị trí khá đẹp để cho chim sẻ có thể có một vị trí CBG mắc binh. Vâng, hai con hươu sẽ được lùa về nhà chính sớm nhất có thể để có thể vâng ăn thịt luôn và không bị chậm dần. Vâng, hai dân lùa hươu nhìn có vẻ như là khá đơn giản dành cho chim sẻ. Đây là S đầu tiên của sẻ, một chiếc ABS nằm tại cánh rừng dừa thôi. Bà này nhìn sơ qua thì có vẻ như đi rừng, nhưng tôi đang chờ chim sẻ dò thêm. Vâng, liệu rằng có thêm những cái rừng dành cho chim sẻ hay không? Vâng, cảm ơn anh Hà Cưng rất nhiều. Gần đây thì em đã bình luận cho chim sẻ nhiều hơn rồi. Ở thời điểm tháng trước là thời điểm mà em cũng có rất nhiều công việc riêng cũng như là công việc của công ty, khi mà mới nhận thêm một vài công việc nữa. Thế nào cũng không thời gian để bình luận cho các game thủ. Gần đây thì công việc đã dần ổn định và em bình luận được nhiều hơn. Và nếu mà có gì bình luận không phải thì tất cả mọi người anh em thông cảm. Bình luận thì công việc bình luận thì em cảm thấy nó cũng giống như kiểu là game thủ đấy. Nó cũng sẽ theo phong độ, có ngày bình luận tốt còn có ngày bình luận dở. Và phải bình luận đều thì mới có thể giữ được phong độ của chính mình. Vâng, bài của chim sẻ đang kéo dần ra để có thể ăn mỏ quả trinh. Quả 7, một món quà rất to. Hươu đầu là 4 con, rừng là cực nhiều. Lúc đầu nhìn có vẻ như không có rừng đâu, nhưng mà về sau thì khi mà chim sẻ đi dò rộng ra thì rừng là quá nhiều, rừng này đủ để chim sẻ đánh được đời 4 luôn mà không cần phải ăn rừng ở phía bên ngoài. Nhưng đồ ăn thêm của chim sẻ vẫn chưa có. Vẫn chưa có đồ ăn thêm. S2 sẽ có luôn tại cánh rừng thông. Bài này có thêm một đôi vòi và một màu cỏ phụ nữa thì sẽ là một bài rất đẹp. Một con. Như vậy không phải hai con, đẹp. Quả giọng ông vơ cuốn vãi. Vãi cái giọng cuốn. Không thấy thêm đồ ăn. Ô, thằng bạn nhiệt thế nhở. Em ấy cảm giác xảy là bữa đen đen kiểu gì ấy. Vâng, có trận thì bài đồ ăn được, nhưng mà bài thì lại xấu. Có trận thì bài cực đẹp giống kiểu bài này, nhưng đồ ăn lại không thấy đâu. Thế nên mới hay. Mới chỉ có đúng một đàn hươu, 4 con và một con voi thôi. Mặc dù chim sẻ tôi thấy giỏ cũng đã là khá rộng rồi. Lô. Một tên mid lô của game thủ chim sẻ. Đập xuống góc dưới có được không? Tôi cảm thấy góc dưới sẽ có đồ hơn là cái góc trên. Vâng, bé thứ ba đã có luôn khi mà gỗ là quá nhiều. Vâng, chết dần. Oh my god, một tình huống mà vâng, skin ẩn tinh tế của chim sẻ không được thể hiện. Vẫn chưa thấy đồ ăn ở đâu. Chim sẻ cũng đang nghĩ giống tôi, em đang đập lô xuống phía dưới. Bài đấu 2, 16 dân trừ 1 và rất có thể sẽ là trừ 2. Trừ mấy? Vâng, trừ 1 thôi. Và con ông dân còn một máu và đây là nhà của Tiểu Thủy Ngư ạ. Tới chiếc nhà bê của Tiểu Thủy Ngư ở đây. Vâng, map đang rất xấu về đồ ăn dành cho chim sẻ. Vâng, đập lô thấy một đàn hiêu nam nhưng vẫn chưa đủ. Phải đi đập lô tiếp. Ôi thần thánh ơi. Vâng, sao cái bài sen nó xấu như thế này. Vâng, trong 1.000 cái map đế chế thì chỉ có đúng một cái map mà bài sen không đẹp đời thôi. Nhưng đen, đây là map đó. Vâng, chỉ số của chim sẻ đang rơi vào tầm 4x%. Nó chuẩn bị lên đến 50% rồi đấy. Map sen kinh thế à rời. Không thể tin được.
Và cái map nó kiểu gì thế này? Đây rồi, một con voi. Vâng, một con voi vẫn phải ăn thôi. Méo mó thì có còn hơn không? Bài này là một bài lên đời muộn nhưng mà lực yếu của chim sẻ. Sẽ ăn cái đồ ăn mà ngư không thèm ăn. Đây là nhà của ngư. 25 dân và vâng, gần 11. 14-7. Lên đời đã muộn là đều hiểu được rồi. Nhưng lực lại còn yếu cơ. Bài này sẽ đánh theo kiểu ăn hoang. Nếu như không ăn hoang thì không bao giờ chim sẻ có thể sắp được đều dần và đều quần của mình. Bài này ăn hoang đẹp. Sau tơn ăn hiêu xong mà sẽ thấy thêm được một quả phụ thì may ra mấy anh Nam A. Còn không thì khoai. Bài đấu mà chim sẻ nó có 4S để ăn gỗ. Lượng gỗ của chim sẻ vẫn đang là rất ổn. Vấn đề của chim sẻ là thiếu thịt thôi. Các bạn nhìn thịt nhiều như này nhưng mà cũng không ăn thua đâu. Bởi vì đánh xe người ta không chỉ sóc quân mà người ta còn phải sóc cả dân nữa. Bắt đầu đóng à. Nhà rất đẹp. Thế mắc binh luôn. Một thế mà không có đường vào dành cho ngư. Và cảm ơn anh kỷ niệm đã gửi tặng game thủ chim sẻ 100 sao vào đây rồi. Và cái điều mà tôi cần chim sẻ đã dò ra. Đó chính là một quả phụ. Với một quả phụ này thì chúng ta xem chim sẻ liệu rằng có đánh với một bài 5 nhà BA hay không. BA thứ 3. Vâng, nâng cấp bánh xe. Gỗ vẫn đang rất ổn nha. 3 bét ăn gỗ, 4 bét ăn gỗ cơ. Lượng gỗ vẫn đang là rất nhiều. Vâng, tiền ngư chắc đã lên đời trước rồi. 5A không. Chúng ta cùng chờ đợi. Và ngồi đây tôi vẫn thấy ông sẻ hát rằng trái tim anh là dòng máu nóng để yêu em. Vâng, 5A trong tuần đầu tiên. Những gì tôi đã dự đoán thì bài này chim sẻ bắt buộc phải đánh 5A để có thể đỡ lại được một vài tuần đầu của Tiền Thị Ngư. Thôi tím rồi. Vâng, lực duy nhất của chim sẻ đó là cái mỏ quả này thì bị ngư phát hiện. Vâng, hy sinh khoảng tầm 2 dân để ăn con ngựa, vâng, con cung rờ này. Vâng, ở mặt dưới là con bo hò nữa. Chim sẻ đang liên tục bị công vào những điểm mà làm thịt. Như vậy là không có thịt để sóc quân dành chim sẻ ở trong tơn tiếp theo. Chim sẻ đang chỉ sóc được 2 tơn thôi. Mặc dù ngư chỉ là bài 4 nhà bia, nhưng ngư là người đánh chắc nhà và có ruộng. Còn sẻ thì không. À, chính xác là cũng có ruộng ấy, nhưng mà ít lắm. Vâng, sóc được 2 tơn. Và tiếp tục sẽ là đi ăn hoang. Rồi, vậy e tơn này. Có thế như vậy là đối phương phải ra được 2 tơn nữa thì mới cân bằng được số lượng cung rờ của chim sẻ đấy. Nhưng mà chim sẻ nó không nở được tham. Đang phải để thịt sóc quân đây. Không có thịt để có thể sóc dân. Rất yếu. Và một bài đấu yếu như con khiếu dành cho chim sẻ. Và ngư đang dồn quân lên. Khoảnh ruộng sẽ bị công vào. Lùi dần lại một chút. Nhưng mà nếu lùi dần lại thì sẽ lấy đầu thực để sóc quân đây. Và sẽ gõ một. Vâng, bài trong truyền thuyết của người cầm xe. Tỷ số được cân bằng 2 đều. Và chúng ta đến với chung kết ở trong số đầu tiên. Kiếp, cái bài nó tẩm. Bài này người ta là bài tẩm, không gọi là bài xấu. Vâng, bài của ngư cũng rất đẹp về thế. Xét về thế thì hai game thủ có thể gọi là có thế đề như nhau. Còn thế của chim sẻ thậm chí là cái thế mà phát triển khỏe hơn về lâu về dài. Ê, 12 giờ em ơi. 12 giờ xe đạp loanh quanh xuống phố. Và như vậy chúng ta sẽ có chung kết ở trong series đầu tiên. Bài này là bài trong truyền thuyết của người cầm xe. Không có cửa gì dành cho chim sẻ cả. Khó quá. Bài này sẽ phải dò được lên 12 giờ cơ. Thì may ra mới có thể đánh được. Chúng ta đến với trận đấu cuối cùng trong series đầu tiên. Vẫn là xe của chim sẻ gỗ đầu gần. Xe gỗ đầu gần là tôi thấy vui rồi. Kể cả không có đồ đồ về đánh theo bài tàu để gỗ đầu gần cũng không khác gì là nóng ghét đâu. Thua một chút xíu thôi, có hiểu. Tàu bảy bảy không, có quả. Và sẽ đập thẳng BG để ăn quả luôn. Vâng, quả 7 cây. Tươi nha. Ở thời điểm đầu mọi thứ đang cực kỳ hoàn hảo dành cho chim sẻ. 3 cánh rừng, 3 cánh rừng đấy, không phải 2 đâu.
một cánh rừng thông này, cánh rừng thông bên này là cánh rừng thứ hai này, gần mỏ quả này tôi khẳng định các bạn đây là cánh rừng già. Các bạn có tin không? Tôi thấy mới có hai cây gỗ thôi nhưng tôi khẳng định các bạn đây là cánh rừng già. Vâng, cá gì tôi cũng cá. Như vậy là ba rừng bao quanh dành cho chim sẻ rồi, bài đã là đẹp. Có thêm một đàn hiêu nữa. Bạn này có thêm quả phụ nữa rồi thì tôi thì xin phép và ông ngư thắng hộ tôi cái. Vâng, đang đi tìm thêm đồ ăn. Có thêm một đàn hiêu nữa rồi. Những hiêu này sẽ lùa về đâu đây? Phải chăng là sẽ lùa về gần mỏ đá để có thể có một tình huống ăn đá và ăn hiêu? Hiêu đầu. Hiêu đầu thì không nhất thiết phải lùa về. Bởi vì sao? Bởi vì sẽ đủ gỗ để đóng ép đầu rồi. Ép đầu sẽ đóng ở đâu? Chúng ta cùng chờ đợi. Và như vậy là đúng là ba cánh rừng thật các bạn ạ, nhưng không phải là cánh rừng già, mà đây là cánh rừng thông. Đây là cánh rừng thông nha. Ba rừng là đủ đánh rồi. Không phải là quá đẹp nhưng mà dư sức để chim sẻ có thể có vài khỏe. Vâng, đây cả đồ đánh online nha các bạn. Đánh online, không phải đánh off. Như vậy là quyết định cắt dân ra để ăn đàn hiêu ở phía xa trước. Hiêu xa là hiêu to, một đàn hiêu 7. Một vòi thôi, tôi chỉ cần đúng một vòi thôi thì sẽ là bài khỏe. Vâng, ăn hiêu ở dưới dốc thì nó sẽ nhanh hơn. Bất kỳ đồ ăn nào các bạn ăn ở dưới dốc nó cũng sẽ nhanh hơn nhé. Đơn giản là bởi vì nông dân các bạn di chuyển nó sẽ là nhanh hơn. Chưa thấy thêm cái gì cả. Ơ, bài lại nghiệt à? Một vừa hai phải thôi, một tí xíu nữa thôi nào. Một con voi thôi. Tôi chỉ cần một con voi thôi, tôi không cần nhiều. Vâng, ép thứ hai của chim sẻ để ăn gỗ và ăn hiêu. Cái map này mà sẽ không có gì, đúng là bịp thật. Đấy rồi. Vâng, ôi trời. Và nó đã không xuất hiện thôi, một khi xuất hiện nó xuất hiện tới 3 voi một quả dành cho chim sẻ. Như vậy là bài này là bài mắc đinh của game thủ chim sẻ. Một tình huống chúng ta xem chim sẻ liệu rằng có câu 3 voi không. Thực ra câu 3 voi trong tuần này thì cũng được, nhưng vấn đề là không có dân để có thể làm ăn ấy. Không có dân để phi ấy. Để phi được 3 voi các bạn ít nhất sẽ cần phải có tầm 4 con ông dân thì các bạn mới có thể thực hiện một pha câu bằng 3 voi thành công. Hiện tại thì chắc là kéo dân làm quả chính về à? 2 voi. Kéo dân làm quả chính về để có thể vâng phi con voi này. Vẫn có tay để đóng ép. Bị tẩm. Rồi. Con voi đằng sau quay đầu. Nhưng con voi đằng trước thì không. 26 dân đến từ chim sẻ chích đời ở 7.54. Như vậy là ép đời tương đối ổn. Không phải là chuẩn chỉ lắm. Nhưng lệch một vài giây với speed 2.0 như này thì có thể coi là chấp nhận được. Đợt này cần phải câu 2 voi này. Bài này sẽ là bài lên đời xong và lực khỏe. Vâng, các bạn đòi đổi máy đi. Đây kèo solo bạn ơi. Đổi máy sang ai bây giờ? Gỗ hơi yếu một chút. Vị trí câu voi về giữa hai cánh rừng kia thì có lẽ đó sẽ là vị trí chim sẻ thiết kế nhà BM. Còn BB đã có rồi. Đây là BM của game thủ chim sẻ. Cẩn thận. Rồi, đã bảo cẩn thận rồi. Gỗ hơi thiếu một chút xíu. Và cộng 2 dân từ này cho nó mát. Không, một thôi. Đây là BA. Như vậy là lại lỗi dành chim sẻ. Nhưng không sao, vẫn khỏe. Đến thời điểm hiện tại mà chim sẻ chết dân thì nó không ảnh hưởng quá nhiều. Hiêu biết hết chưa? Tôi không nhầm, hiêu hết rồi sao ấy? Gần hết. Còn một chút thịt ở cái đàn hiêu này. Kéo về và một chút thì chặt gỗ. Còn một nửa thì sẽ là ra ruộng. Lực thịt khỏe, lực gỗ cũng sẽ ổn. Bài cũng dễ bỏ. Phía dưới còn có thêm một mỏ quả phụ nữa. Bài này nếu như mà đừng đổi nhà sẽ rất ngon nhé. Bởi vì bài này chim sẻ có nhiều đồ ăn hoang. Nếu đổi nhà sẽ là rất ngon. Không biết là bài của ngư ra làm sao.
có nhiều sự lựa chọn để chim sẻ có thể ăn những cái mỏ quả phía bên ngoài. Ví dụ mà bị công vào ruộng mà đưa về thế đổ ở nhà, chim sẻ có thể chạy ngay ra để ăn những cái mỏ quả phụ gần nhà của mình. Vâng, rất mong anh em có thể dành chim sẻ những lượt like nhé anh em. Hiện tại mình thấy 2.000 người xem được 400 like. Như vậy là không đến 1 phần 20 người xem video live stream này like cho game thủ chim sẻ. Và các bạn lười like quá. Bởi anh em đang quá lười like luôn, không phải lười bình thường. Và mỗi người chỉ cần một click chuột nhẹ thôi để có thể kích vào cái nút like. Nó cũng mất chắc là cũng chỉ đến 1 giây đâu. Với thanh niên nào mà chăm quay tay thì chắc là tầm nửa giây thôi là có thể like được cho chim sẻ rồi. Vâng, dò rộng ra và cơ cấu nhà một cách dễ dàng hơn. Vẫn chỉ là bài đấu đánh 4A dành chim sẻ trong trận đấu này. Trừ khi trận đấu này chim sẻ biết rằng đối phương là người đi dương A, chim sẻ phải đánh 5A thôi. Còn bình thường thì sẽ chỉ là 4. Bởi vì lô đánh của chim sẻ lô đánh theo kiểu bằng sóc dân phát triển tay to, chứ không phải lô đánh theo kiểu ép quân phũ giống kiểu là can thủ như kiểu là Hồng Anh hay là game thủ Tiêu Thị Ngư. Gỗ hai luôn trong tuần đầu. Thế là mi gấu. Vâng, kéo dần ra để ăn thêm một mỏ quả. Giảm dần và sóc tuần R tiếp theo, tuần cùng R thứ hai. Và đây là cùng R của Ngư. Chỉ là một tuần của Ngư thôi. Nhà BA của chim sẻ nằm ở trên dốc. Thế nhà rất mắc binh dành cho chim sẻ. Vâng, cơ cấu cực rộng ra phía bên ngoài. Bài này một bài mà sẽ có điểm yếu duy nhất, đó là từ góc 6 giờ đổ lên. Vị trí nếu như Tiền Ngư dò ra và anh ta công vào mặt dãy nhà bè này thì sẽ yếu. Và các bạn thấy rằng nếu như sẽ muốn đi cùng R ra để bắt tên cùng R của Ngư thì nó là điều khá khó khăn. Vâng, đấu quần nhưng nhớ rằng sẽ là người có chặn gỗ hai nha. 1-0 dành cho sẻ. Rất đẹp. Một thế nhà mà chim sẻ tạm thời đang bò bằng e. Một tí nữa lực khỏe hơn thì chim sẻ sẽ bò bằng những chiếc nhà cứng, những chiếc nhà BC hoặc là những chiếc nhà bằng BB, hoặc thậm chí có thể là BK luôn cũng được. Thủ toàn tập và để cho Ngư công. Chúng ta xem Ngư công nhà con sẻ ra làm sao. Vâng, like hay thả tim đều được anh Bin Vũ. Vâng, like hay thả tim đều được, nếu tặng sao thì lại càng tốt. Thực ra thì không phải ai có sao để tặng cho game thủ chim sẻ, nên những ai mà đã tặng sao cho game thủ chim sẻ là rất quý. Kể cả là ít hay là nhiều, nhưng cứ tặng sao là mình sẽ phải cảm ơn các bạn rồi. Đây là một tuần quần của Ngư. Tiếp tục là pha điều cùng của Ngư và sẻ. Ngư đang có vẻ đông cung ra hơn. Hình như đây bài đấu mà Ngư đánh với 5 nhà bia. Còn sẻ tạm thời ở thềm đầu là 4, bây giờ thì mới là 5. Ruộng chưa phải là nhiều lắm, nhưng các bạn nhớ rằng sẻ là người có ăn hoang một mỏ quả nhé. Hai game thủ đang đấu nhau qua một cái triền dốc. Và qua triền dốc này thì tôi khẳng định các bạn rằng chim sẻ sẽ là người có lợi thế. Cái triền dốc này thì gần nhà bia của chim sẻ hơn. Vàng chuẩn bị đủ để nâng cấp được đầu máu. Sau khi nâng cấp xong đầu máu ấy, có lẽ sẻ sẽ là người ra phía bên ngoài. Ngư đang có một cùng R bắn đảo đằng sau rừng rất khó chịu. Rất khó chịu dành cho Ngư, chỉ là một cùng thôi. Thêm một vài chiếc ABE nữa và chim sẻ bắt đầu cắt những con cùng R của mình đi để đi dò nhà của Tiểu Thị Ngư. Tiểu Ngư đang đứng ở trên dốc bên kia nha. Để chim sẻ ra khỏi nhà đó không phải là câu chuyện đơn giản. Nếu muốn đi ra khỏi nhà thì sẽ phải đi vòng. Còn vòng đường nào thì tôi chưa biết. Vẫn phải cắt quần ở nhà để tránh tình trạng đối phương dương đông kích tây để ốp vào nhà của mình. Một cái nhà chủ mới nâng cấp đầu máu cho cùng đỏ. Mặt bên này đang bị công. Ngư chỉ bò nhà bằng những chiếc nhà BE khá mỏng manh thôi. Ngư là người rất hay cơ cấu nhà bằng một lớp nhà BE. Hiếm khi anh ta cơ cấu theo kiểu bằng hai lớp nhà BE như các game thủ của Việt Nam lắm. Hiếm. Tất nhiên là vẫn có nhưng mà là hiếm. Bắn xuyên rừng rất khó chịu. Và Ngư đang đưa quần ra để bắt ba cùng R này của chim sẻ. Chim sẻ trước khi muốn lên con dốc này sẽ cần phải có một tên Kene. Tôi đã bảo Kene từ trước rồi. Đầu máu đã có và chim sẻ rất tự tin. Thì cùng R mình đã lợi thế hơn thì chim sẻ quyết định đấu tên này. Và tên này chim sẻ đông hơn và công nghệ là nhiều hơn. Chim sẻ có lợi thế. Chiếm được con dốc ở gần nhà bia của mình. Và đang đẩy lùi quân đối phương về đến nhà của vâng chính họ. Vẫn 5 BA đều. Một vài cái nhà chủ nữa không?
Lượng gỗ chim sẻ đang ổn định khi đã có nhà chủ khác để ăn gỗ rồi. Không, như vậy là tăng A6. Tăng BA thứ 6 chứ không phải là một tên chim sẻ quyết định. Vâng, như vậy là bò chưa xong nhà đến từ tiểu thủy ngư. Một dãy nhà BE rất rộng của ngư. Và sẻ đang đi tới hai kích sang nhà của ngư trong tình huống này. Nếu như ngư đẩy sang nhà của chim sẻ thì đây sẽ là một thế trận mà cam thủ sẽ đổi nhà cho nhau. Còn nếu như ngư thủ không có cửa thua dành cho chim sẻ. Nếu thủ là không có cửa thua. Ngư thủ hay là ngư công? Vâng, tôi thấy tiểu thủy ngư đang có quân ở nhà của mình. Tôi xin phép là anh không còn cửa gì ở trong trận đấu này rồi. Anh thủ là anh không còn cửa rồi. Như vậy anh đi công ạ. Một nửa đi công, một nửa đứng thủ. Số lượng quân đi công của tiểu thủy ngư là quá ít so với cả quyết định. Anh ta không có cửa để ốp vào nhà BA của game thủ chim sẻ. Còn ở nhà BA của anh ta thì anh ta bị mất cả dân. Và anh ta bị mất cả quân. Và anh ta mất mọi thứ ở trong trận đấu quân này. Và không có lý do gì chim sẻ là người bị để thua khi ở nhà chim sẻ và dần vẫn đang sóc rất đều. Nhà chính thì đập nhè nhét. Vâng, tiền ngư gõ một về số định định. Đó là 3-2 dành chim sẻ ở trong xe đấu đầu tiên của thể thức solo cũng là sen thân tiên. Vâng, chỉ một tên đi quân thôi. Vâng, đứng thủ khoảng 2 phút trong game. Sau 20 phút đã đứng thủ xong. Nâng cấp đầy đủ công nghệ, chim sẻ nắng ra khỏi nhà. Và với một tên đi quân sắc như dao cạo. Chỉ đúng một tên đi quân thôi, chim sẻ đã hạ gục game thủ tiền ngư. Game thủ được coi như đánh cùng R hàng đầu của AE Trung Quốc. Và chúng ta sẽ đến với xe đấu tiếp theo bằng xe đấu thứ hai. Và cảm giác như chim sẻ đánh với tiểu ngư dễ như kiểu là tôi đánh với cả Kami vậy. Và tôi đánh Kami cũng như này. Tôi cũng chỉ đứng thủ thôi. Nhưng mà tôi còn